Xin chào các bạn đến với kênh trồng hoa của mình. Tiếp theo video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách dâm hoa hồng. Đây là những cái cành hồng cổ Sa Pa mình vừa cắt xong. Thì đối với cành hoa hồng thì các bạn chọn cho mình những cái cành bánh tẻ như này. Trên thân cành nó có những cái gai chuyển sang màu lâu như này các bạn. Đấy, nó chuyển sang màu lâu như này, lâu đen như này là tốt nhất các bạn. Cành này nó là bánh tẻ rồi thì nó không phải lon nữa các bạn. Đối với cành hoa hồng thì các bạn cắt xong các bạn đem dâm luôn. Còn nếu các bạn có đi xin nhà hàng xóm hoặc bạn bè thì các bạn khi cắt mà trên đường mang về nhà vận chuyển mà nó hơi xa thì các bạn dùng cái khăn khăn giấy hoặc là cái vải ẩm, các bạn tẩm nước đi, xong các bạn quấn vào đây. Các bạn mà bảo quản cho cái phần thân cành này làm sao nó đừng bị mất nước các bạn nhé. Đấy, cành mà càng tươi thì dâm tỷ lệ thành công càng cao. Cái cành mà nó mất nước rồi là dâm tỷ lệ nó ra rễ rất là kém. Để cắt bỏ bớt cái này đi các bạn này. Sẽ cắt bỏ hết lá đi các bạn. Đây là cái vết này là vết bị sẹo các bạn này. Mình cắt bỏ đi. Các bạn cắt hết lá đi cho mình. Lấy cái thân không này thôi các bạn. Cho nó đỡ mất hơi nước các bạn. Đấy, chỉ để một lá thôi. Thì hoa hồng mùa này dâm rất dễ các bạn nhé. Các bạn tranh thủ nhân giống đi, mùa này rất là dễ. Đối với miền Bắc mùa xuân rất là dễ các bạn. Đối với vùng nóng thì các bạn để những cái chỗ mát mẻ, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Thường xuyên cung cấp độ ẩm để cho cái giá thể dâm của mình nó ẩm. Hôm nay thì mình sẽ dâm theo cách của mình các bạn. Hôm nay thì mình sẽ dùng cái con dao dọc giấy này. Mình sẽ cắt các bạn. Dao của mình thì hơi cùn, nếu dao sắc thì càng tốt các bạn nhé. Mình cắt một phát thôi các bạn. Thế dao cùn thì phải cắt 2-3 phát các bạn. Đấy. Cắt một phát như này. Tiếp đến các bạn sẽ khoét tiếp cho mình một ít vỏ đi các bạn nhé. Đấy. Cắt bớt cho mình một ít vỏ đi. Đấy, thì trên một cái cành dâm thì các bạn tạo cho mình hai cái vết hở như này. Hai cái vết hở như này các bạn nhé. Đấy, trên một cành dâm. Những cái chỗ như này thì các bạn tận dụng luôn cái đầu mấu này các bạn nhé. Chỗ đầu mấu này nó ra dễ, rất là dễ. Đấy, các bạn, dao mình hơi cùn, dao sắc thì mình sẽ chỉ cắt một nhát thôi. Và đồng thời mình sẽ tạo một cái vết hở ở đây nữa các bạn. Mục đích mình tạo cái vết hở như thế này cho cái phần vết cắt hở này tiếp xúc với lại giá thể được nhiều thì tỷ lệ thành công sẽ rất là cao. Nếu như các bạn dâm thông thường thì nó chỉ có một vết cắt này thôi, nó chỉ có một vết cắt này. Khi vết cắt này mà không thành công thì là coi như cành hồng của mình là bị hỏng, coi như cành hồng của mình không ra rễ là bị hỏng. Như mình tạo thêm hai cái vết cắt hở như thế này, khi cái chỗ này mà nó không ra được rễ thì nó sẽ ra tiếp ở hai cái vết cắt hở này. Nên là tỷ lệ dâm thành công rất là cao các bạn nhé. Các bạn nhớ cắt cái vết cắt này, các bạn phải hót một ít thân gỗ đi nhé. Thì các bạn cũng có thể tạo một vết hở như này cũng được. Cộng với cái vết cắt ở dưới này là hai. Thì tỷ lệ mình dâm nó sẽ thành công cũng rất là cao các bạn. Tùy theo cành mà mình cắt coi như là hai vết hay ba vết. Đối với những cành nó khỏe, nhìn nó to mập thì các bạn cắt hai vết cho mình, tạo cái khoảng hở ra để cho nó ra rễ đấy các bạn. Hoa hồng toàn gai đấy các bạn, đâm vào tay chảy cả máu rồi đi. Đấy. Bây giờ thì cành hồng của mình đã xử lý xong cái vết cắt rồi, xử lý xong các vết cắt hở rồi. Bây giờ thì mình sẽ dâm. Cái giá thể hôm nay thì mình chọn vẫn là cái giá thể cát các bạn nhé. Thì đối với dâm cái cành hoa hồng mà mình tạo vết hở, mình tạo thêm vết hở như này thì các bạn dâm sâu cho mình một chút nhé. Các bạn có thể dâm sâu đến 5-6 cm nhé, 5-6 cm để mình còn phòng khi cái vết dưới này nó không ra được rễ thì cái vết trên này nó ra rễ. Nếu mình cắm lông quá thì nhiều khi cái vết này nó hở các bạn nhé.
Đấy, các bạn cắm sâu cho mình 5-6 cm vào. Đấy, tiếp đến các bạn cứ lần lượt các bạn cắm cho mình. À, mình hay chọn này giá thể cát này, bởi vì cát này sau khi nó ra rễ là mình nhổ lên nó không bị đứt rễ các bạn. Giá thể đất khi mà cây nó ra rễ mình nhổ lên là nó hay bị đứt rễ, nó bám vào đất các bạn. Các bạn cũng có thể là dùng đất trộn mùn sơ dừa các bạn nhé, nhưng mình thì cứ cát mình dâm cho nó nhanh. Tiếp đến các bạn tưới nước, bạn tưới nước cho nó no luôn đi các bạn. Đấy, tưới nước cho đủ ẩm luôn các bạn nhé. Sau đó các bạn đem để cái chỗ mát, đừng có ánh nắng chiếu nhé các bạn nhé. Đấy, nhưng mà tối đến mà trời mát thì các bạn đem để ra ngoài trời, nhưng mà tránh đừng để bị mưa các bạn nhé. Tránh đừng để bị mưa. Thì mục đích mình để ra ngoài trời vào ban đêm là nó có sương. Sương đêm nó sẽ kích thích cái cành này nó nhanh ra dễ hơn các bạn. Đấy, chứ các bạn đừng để mái che 24/24 nhé. Các bạn chỉ cần để chỗ mái che mát, hoặc các bạn để ở cái tán cây, dưới tán cây mát ban ngày thôi. Còn ban đêm nếu mà trời không mưa thì các bạn đem ra ngoài trời, các bạn để cho mình qua đêm. Cái sương đêm nó xuống nó sẽ làm cái cành này nó tươi trở lại các bạn. Tươi trở lại, nó không bị héo nữa. Và nó kích thích ra rễ rất là nhanh các bạn ạ. Đấy, như ban ngày thì các bạn chú ý cho mình đừng để nó bị nắng quá. Nắng quá thì nói chung là nó sẽ bị mất nước, nó mất nước. Và mưa nhiều quá là nó sẽ bị ủng, nó sẽ thối. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.